Nằm trong dự án phát triển thiết kế và thương hiệu bền vững, mới đây Hiệp hội Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam đã phối hợp với Đại học Thiết kế Lund của Thụy Điển và Tổ chức Senqua của Đức tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững cho vùng và địa phương. Tham gia hội thảo, các doanh nghiệp đến từ Lào, Việt Nam và Campuchia được hỗ trợ nâng cao năng lực về thiết kế và xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tham gia các hội chợ quốc tế và có cơ hội phát triển lâu dài nếu doanh nghiệp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Dự án phát triển thiết kế và thương hiệu bền vững tiến hành rà soát các thực trạng của doanh nghiệp Việt Nam trên góc độ phát triển bền vững toàn diện theo 46 chỉ tiêu đã được Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc UNINO. Sau chương trình hội thảo, dự án sẽ chọn 200 doanh nghiệp để hỗ trợ và tư vấn thiết kế, thương hiệu và thị trường, đồng thời sẽ chọn lựa tối đa 20 doanh nghiệp để hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn 2016-2018 về thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế.